Rất vui lại được gặp quý vị trong chương trình Luận đàm thời sự trên kênh HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề: Sớm kết nạp Ukraine vào NATO, cách tốt nhất để chấm dứt chiến tranh. Quý vị thân mến, nhà sử học Anthony Ayaskovsky cho biết trên phóng sự của La Monde rằng để chấm dứt cuộc xâm lăng của Nga, giải pháp hiệu quả nhất là hội nhập Ukraine vào NATO ngay từ năm 2025. Trận mưa hỏa tiễn ở Kharkiv sau một tháng rưỡi yên tĩnh. Về tình hình Ukraine, phóng sự của Le Monde mô tả Kharkiv phải chịu trận mưa hỏa tiễn. Sau 6 tuần lễ yên tĩnh, thành phố lớn thứ nhì Ukraine lại bị anh tạc ồ ạt trước ngày tự trường, làm 6 thường dân thiệt mạng và 47 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em. Vào lúc 13 giờ vào Chủ nhật ngày 1 tháng 9, bọn trẻ đang vui chơi ở khu chợ Barabasovo ở Kharkiv thì nghe được tiếng còi báo động và hai tiếng nổ rất lớn. Tất cả mọi người lao vào metro gần đó. Hai hỏa tiễn đạn đạo vừa rơi xuống trung tâm thương mại Chokhov, cách một trạm metro. Kharkiv nằm cách biên giới Nga chỉ 25 km. 6 hỏa tiễn khác phá hủy cung thể thao Kharkiv nằm tại khu phố trung tâm Nemeslyansky. Đây là một khu phức hợp 4.000 chỗ với sân dành cho khúc côn cầu trên băng, sân bóng rổ và từ một năm qua còn là trung tâm phân phối thực phẩm, tổ chức lễ Noel cho trẻ em. Đúng theo kiểu Nga, đánh hai lần vào cùng một chỗ, đội cấp cứu đến nơi thì bị tấn công bằng rocket. Trước đó, hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 8, tại Kharkiv có 97 người bị thương và 6 người thiệt mạng vì bom Nga. Trong đó có một em gái 14 tuổi bị đứt mất đầu lúc đang ngồi trên băng ghế ở quảng trường. Trên một băng ghế khác ở đại lộ Cherchev, Veronika Kocheskov, một nữ họa sĩ trẻ tóc vàng cũng thiệt mạng vì mảnh họa tiễn hành trình. Theo báo chí Nga, những vụ anh tạc vào khu vực mới đây nhằm trả đũa việc drone Ukraine đánh vào các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu, trong đó có một nhà máy cách điện Kremlin chỉ có 16 km. Thường dân di tản, Poros chỉ còn lính tráng. Còn tại Poros, tại Donbass, đặc phái viên Le Monde nhận xét thành phố đang biến thành trại lính, những trận đánh ngày càng tiến gần, cư dân đành phải di tản, bỏ lại phía sau những tài sản dân dụng cả đời. Trong khi hỏa tiễn Nga vẫn bay qua thành phố, hành lang bệnh viện Poros vắng vẻ, bệnh nhân đã được chuyển đi, bác sĩ y tá cũng sẽ ra đi. Ở khu trung tâm, đội ngũ cấp cứu đã bới những đống gạch vụn để tìm kiếm người sống sót. Đáng ngạc nhiên là chợ Poros vẫn còn mua bán, trong khi quân ma chỉ còn cách đó vài cây số. Khách hàng đến mua bánh mì, trái cây, đồ hộp là quân nhân. Cảnh sát tuần tra trên đường phố nhắc nhở lệnh di tản vào ngày 19 tháng 8 của Thống đốc Donetsk. Thông báo được phát trên loa, cảnh sát đi gõ cửa từng nhà. Tuy nhiên chính quyền không bắt buộc ai phải ra đi, trừ những gia đình có con nhỏ được thúc giục đến nơi an toàn. Những ai thích ở lại phải chấp nhận rủi ro. Một người dân cho biết, cũng như tại các thành phố khác ở Donbass, vẫn có một số người không chịu đi, hoặc là người già khó di chuyển, hoặc không có người thân nơi khác, hoặc là số chờ đợi quân Nga, ước tính khoảng 10%, thường là có cảm tình với Liên Xô cũ. Ở nhà ga, chuyến xe lửa đã sẵn sàng, những khuôn mặt buồn thảm, một số trẻ em mang theo mèo hay két làm bạn. Nhà báo Pháp ghi nhận chỉ có mỗi một bé gái là còn nở được một nụ cười. Thường dân ra đi, Poros dần trở thành một trại lính. Những đơn vị thiện chiến đã tham gia chiến dịch Kerch. Các chiến binh còn lại ít có kinh nghiệm nhưng vẫn cố gắng, trung bình một phải chống 10. Chưa bao giờ tỷ lệ chênh lệch đến thế, ngay cả ở Bakhmut. Điều nghịch lý là Poros lại ít bị oanh tạc hơn các thành phố khác. Có lẽ Moscow hy vọng chiếm được thành phố nguyên vẹn, khác với Lysychansk, chỉ còn là bình địa cách đây 2 năm. Một chiến sĩ ẩn danh thổ lộ, quân Nga thiệt mạng nhiều hơn là Ukraine, nhưng họ quá đông. Lviv và giấc mơ, thung lũng Silicon của Ukraine.
Vốn là trung tâm công nghệ trước chiến tranh, thành phố Lviv với hai trường đại học và được sự tiếp sức của các nhà tài trợ quốc tế, hiện tập trung phục vụ cho quân đội. LeagueEcore cho biết, câu lạc bộ các nhà đầu tư tại đây đã rót vốn vào các startup như Hamira, chuyên phát triển hệ thống liên lạc quân sự, hay Bonta Aerospace, chuyên về giám sát trên không. Hai năm sau khi quân xâm lược Nga tràn sang, một số đầu tư ngoại quốc đã rút về Hoa Kỳ hay chuyển sang Ba Lan. Những công ty còn lại ban đầu chỉ cố gắng sống sót và dần dà được trợ giúp để đẩy nhanh tiến trình quốc tế hóa, tìm thị trường và nguồn tài chính mới. Chẳng hạn như startup iBar Engineering sản xuất hệ thống kiểm soát nhà cửa từ xa. 6 tháng sau một cuộc xâm lăng, chẳng ai còn muốn mua trang thiết bị gia đình khi bom đạn đầy trời. Công ty hướng sang xuất khẩu và nay đã có các nhà phân phối ở các nước Baltic, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Kuwait. Hùng mạnh hơn, nhưng phương Tây đang tránh đối đầu với Nga. Trên tờ Le Monde, nhà sử học Anthony Kajakowski nhấn mạnh, để chấm dứt cuộc xâm lăng của Nga, giải pháp hiệu quả nhất là hội nhập Ukraine vào NATO ngay từ năm 2025. Ngày 26 tháng 8, một lần nữa Ukraine lại bị Nga tấn công tàn bạo. Hầu như toàn quốc đều chịu một trận mưa hỏa tiễn và drone. Nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy. Mục tiêu rõ ràng là khủng bố người dân và làm họ lạnh cống trong mùa đông tới. Ngay từ tháng 2 năm 2022, người Ukraine đã kêu gào là không phận của họ cần được bảo vệ cũng như phải được tấn công vào các mục tiêu Nga, nhưng phương Tây vẫn là như người ngoại quốc. Trong khi cuộc chiến tranh đa diện của Nga chống lại phương Tây chưa từng thấy, tấn công tin học ồ ạt, tổ chức cho di dân vượt biên, ám sát, làm sang ta về năng lượng, đẩy lùi ảnh hưởng Pháp tại châu Phi, tài trợ cho tất cả những nhóm chống lại dân chủ, từ Đức đến Tân Caledonia, Kremlin còn muốn NATO ngưng kết nạp thêm thành viên. Hiện nay Liên hiệp châu Âu chỉ dành chưa đầy 0,1% nguồn lực để viện trợ quân sự cho Ukraine, không thể đẩy lùi độc tài toàn trị, diệt chủng bằng cách tránh né đối đầu, nhất là khi người ta mạnh hơn. Giải pháp tốt nhất được Pháp ủng hộ là kết nạp Ukraine vào NATO trong hội nghị thượng đỉnh lần tới ở Lviv. Ukraine, quân đội thiện chiến nhất châu Âu. Cho đến nay, một số nước như Hoa Kỳ và Đức phản đối về tránh leo thang và vì NATO không thể nhận một nước mà biên giới đang tranh chấp. Hai lý lẽ này bị các chuyên gia giỏi nhất của NATO bác bỏ, từ Peter Pavel, đương kim Tổng thống Cộng hòa Séc, nguyên là Chủ tịch Ủy ban quân sự của Liên minh. Anders Rasmussen, cựu tổng thư ký NATO, cho tới Kurt Volker, cựu đại sứ Mỹ tại Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo đó, Nga đã leo thang đến mức tối đa, từ 36 tháng qua vẫn oanh tạc hàng ngày vào thường dân, kể cả bệnh viện nhi. Về đe dọa thả bom nguyên tử chiến thuật xuống Ukraine, chỉ dẫn đến hồi kết của chế độ Putin. Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ đã cảnh báo Nga sẽ trả đũa ngay lập tức. Hơn nữa, hành động này ít ý nghĩa về mặt quân sự. Còn về mặt pháp lý, Cộng hòa Liên bang Đức đã được kết nạp vào NATO năm 1955, ngay trong chiến tranh lạnh. Lúc đó, đồng Đức đang bị Liên Xô chiếm đóng. Sự kiện này tạo thuận lợi cho dân chủ hóa nước Đức và cuối cùng là thống nhất đất nước năm 1990. Tác giả Anthony Ayakovsky cho rằng nếu kết nạp Ukraine sẽ chứng tỏ quyết tâm của thế giới tự do, chấm dứt việc Moscow tắc oai tắc quái mà không bị trừng trị, không nhất thiết phải gửi quân NATO đến Ukraine. Điều năm không bắt buộc về việc này. Ngược lại, NATO có thể giúp Kiev lập vùng cấm bay. Hội nhập vào NATO, một quân đội thiện chiến nhất châu Âu trong chiến tranh tổng lực, sẽ là lợi thế quý giá cho liên minh, đồng thời tránh nguy cơ đội quân này trở thành kẻ thù nếu Ukraine bại trận và bảo đảm được an ninh lương thực ở Hắc Hải. Dằn mặt Nga ngay bây giờ, phương Tây tránh được cuộc đối đầu kéo dài nhiều thập niên, tiết kiệm được nhiều trăm tỷ euro. Hiện nay, 32 nước thành viên NATO có phương tiện để cấm quân Nga oanh tạc Ukraine, còn nếu chần chờ, sẽ phải tốn kém nhiều hơn nữa. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả.
Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.